lease it out. Chìa khóa nhé. Chị cái chìa khóa nhé. Vâng. Thế là mẹ lên bắt quả cho nhé. Làm việc thôi. Đi cho mẹ ăn. Vâng. Làm việc thôi nha. Giúp con không? Xin chào hai mẹ con. Chào em nhé. Hôm nay có cái xe đạp nó không đi đến này, mang cho cái con bé nhà chị đi có được không? Cái này em có kia kia mua được hai cốc này thì cho hai mẹ con uống. Uống đây, về đây. Đây đi xe đạp này. Đấy. Cứ cho xe này, đi về đấy. Đấy. Đấy tập đi xem nào. Hả? Cái xe đạp này xinh này. Đây. Đấy. Đấy. Sướng không? Đấy. Đẹp quá nhỉ. Đấy. Cháu đi thích không cháu? Biết đi rồi. Có mẹ biết đi rồi. Anh đi nhanh đi. Đúng mẹ rồi. Đi rồi không? Cái xe ở đây nhé con nhé. Tiêm nhỉ? Cái xe ở đây. Cái xe ở đây. Vào nhà uống nước đây em. Vâng. Em xuống xem với cún nó thế nào. Ôi cún có kẹo ngon hết. Cún ngồi đây này, về ngồi đấy. Trà sữa chú cho. Chú không ăn đâu. Thế là đợt vừa rồi em cho mẹ con nhà chị thuê lại chỗ này là sửa sang ở nhờ chỗ này, thì bây giờ sửa sang lại chỗ này ở được nhỉ? Yeah. Để mẹ lấy kia cho nha. Cô uống trà sữa để chú bóc cho nha. Đây.
của chị đây, chị uống đi, em mua cho cả hai mẹ con mỗi người một cốc. Đây chị uống. Vào đây mẹ bón nhá. Em uống được không? Em uống nước đi. Vâng vâng. Không xin chú à? Chú cho con nó xin à? Xin chú như này chứ. Ngon không? Trà sữa của chú ngon không? Ngon lắm. Thế là thời gian này mẹ con chị ở đây vẫn ổn chứ? Vâng, vẫn ổn em ạ. Thế là tốt rồi, sửa sang lại cái này. Nói chung là em cũng không ở nhà, em cũng vừa mới về. Thời gian em cũng đi, cũng không có thời gian ở nhà mấy. Hôm qua chị đi đào được mấy con rúi, chị định xin em ở thuê trong ấy. Rúi à? Vâng. Được mấy con. À. Ôi cái này đẹp quá chị nhỉ. Vâng. À. Chị đang định xem chỗ đấy em mà không ở thì cho chị thuê mấy nuôi mấy con này. À. Chứ chị em cũng không ở nhà, em nhiều có còn cái kho thì chị xem tí nữa em dẫn chị đi, nếu mà ở được thì cho nuôi tạm mấy con này, ngày trước em cũng nuôi rồi thì bây giờ nó cũng có chỗ để nhốt mà, tí nữa chị cứ vào xem nếu mà ở được thì nuôi cái cho nuôi. Thế chị định nuôi ở trong lồng à? Chị không có chỗ nuôi, chị nhốt vào lồng. Được rồi, thế để em dẫn mẹ con chị đi xem kho. Vâng. Xem để nuôi mấy con này cũng được nhá. Vâng. Ôi để đây nhìn thương quá nhỉ. Chít 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 chít. Ngon không? Trà sữa chú ngon nhỉ. Nói chị em mình đi xem này. Vâng vâng. Được thì cho chị thuê. Cũng được, đi xem để nuôi cho nuôi nhờ mấy con này đấy. Ngày trước em cũng nuôi rồi. Chít 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 chít. Đi theo chú đi xem chú ơi đấy. Chú để cho chú ở đi. Để đây đi, để đây tí nữa mày uống sao. Đi, không thì mang cả cái này mấy con này đi luôn này. Không thì nó ở trong lồng sắt này tội nghiệp lắm. Đây này, em có cái kho. Chị hỏi cái kho này gì? Cái kho nó chị ở nhà ấy. Cửa chị xem. Chị xem nhé. Đây này, cái kho ở đây. Chị ra đây xem. Đây này, em có cái kho đây. Mẹ con chị xem đây này. Cái khu này là trước em cũng nuôi rồi. Thì bây giờ chị xem chị nuôi được thì thả mấy con này vào. Cái này nếu mà chị ở thì em lấy thắm nhiều. Đây thì em cho chị thuê cả cái khu này hết thì em đằng nào cũng không ở đến đâu. Thì chung là chị nuôi thì em thuê thì em sẽ ở đấy nhá. Tức là cho chị ở mỗi tháng 100. Để thì chị xem chị thả núi vào đây. Em vẫn còn cả ít gạch ở đây nữa thì chị nếu mà chị làm được chị được nhiều rúi chị cứ thả vào. Đây. Đây này chị xem chị thả vào đây được. Đây chị đổ đây. Ôi dồi ôi, cái lồng này chặt thế. Thank you.
chị em. Đây nhá, giao chị cái chìa khóa nhá. Vâng. Vâng. Thế là hai mẹ con cứ xem ở đây làm được cái gì cứ làm, em đi về đây, em có việc em về trước đây. Chị cảm ơn. Nhá. Bye bye. Ô ba chú nhá. Bye bye. Chú lấy cà xỉa về xe cho cún này. Ở nhà tập xe đạp nhá. Nhá. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhá. Nhá, đi về đây. Cả mấy con chuột này đi vào trong kia để nhé. Mang mấy con chuột này đi vào. Đi về đây. Bà này đi đó. Thả chuột bên này đi.
bắt quả tang nhé. Ơi, bố trẻ này bao nhiêu? Thank you.
con tự về đi. Đạp không được hả con? Con đi xem nào. Ôi. Con quay về, con về đây xem nào. Ở đây hộ mẹ tí đi. Con sắp biết đi rồi nhỉ. Đi cẩn thận con nhá. Đổ được đâu, nặng lắm. Mẹ để làm rẻ đây đâu rồi? Đây thôi nha. Đây nha. Vâng.